Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 6 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn công tác số 1 của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Văn Yên nhằm kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2022. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, năm 2022 dự toán thu ngân sách toàn huyện là 300 tỷ đồng, tăng 7,5 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao. Đến ngày 14 tháng 6, ước thực hiện trên 155 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 66,6 tỷ đồng, thu tiền đất đạt trên 89 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là trên 173 tỷ đồng, đạt 59,2% dự toán tỉnh giao, tăng 46,7% so với cùng kỳ. Dự kiến có thể phấn đấu thu thêm so với dự toán 2022 khoảng 3 tỷ đồng. Theo đó, để hoàn thành chỉ tiêu năm 2022, huyện Văn Yên tập trung rà soát, kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, đồng thời áp dụng kịp thời hiệu quả các biện pháp cưỡng chế, thu nợ đối với các tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh chậm nộp thuế, quản lý khai thác tốt đối với các khoản thu phát sinh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, tuyên truyền để người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng. Chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công đảm bảo theo tiến độ để có mặt bằng trước khi tổ chức đấu giá, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được nhanh chóng, đảm bảo đúng quy định, có giải pháp để giải phóng mặt bằng với 3 dự án của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh trên địa bàn huyện, thực hiện các phương án đền bù giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo việc thu ngân sách trong năm 2022. Tại buổi làm việc, các phòng ban của huyện Văn Yên cũng báo cáo giải trình, làm rõ những giải pháp thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền từ đất, vấn đề lành mạnh hóa thị trường bất động sản, cũng như có kịch bản cụ thể trong thu ngân sách. Bên cạnh đó, đại diện các sở ban ngành của tỉnh cũng đóng góp ý kiến, đồng thời làm rõ những giải pháp hỗ trợ địa phương trong công tác thu ngân sách, nhất là thu cân đối, thu tiền sử dụng đất, khai thác và tổ chức các phương án thu, khuyến khích các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng, nuôi dưỡng nguồn thu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của huyện Văn Yên khi là địa phương đang dẫn đầu khối huyện trong thu ngân sách 6 tháng đầu năm. Đồng chí cũng cho rằng việc triển khai các dự án phát triển quỹ đất, các dự án đất khu đô thị giải quyết rõ ràng, xác định được thời gian, điểm đến. Mục tiêu ngắn hạn là thu ngân sách, song mục tiêu lâu dài là chỉnh trang, nâng cấp đô thị, thị trấn Mậu A và một số địa phương khác, tạo ra quỹ đất ở, không gian đô thị, xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo thế phát triển cho Văn Yên trong tương lai gần. Cùng với đó, huyện cần làm tốt công tác quản lý nhà nước và đất đai, có giải pháp tăng nguồn thu, tạo điều kiện cho các tổ chức doanh nghiệp cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở những dự án phát triển quỹ đất cụ thể, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phải cùng phối hợp với huyện Văn Yên tham gia việc giải phóng mặt bằng, phân công, phân nhiệm rõ ràng đối với 3 dự án phát triển quỹ đất, ưu tiên mặt bằng tái định cư. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, cơ sở, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến sử dụng đất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cần có giải pháp phối hợp thống nhất tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, thực hiện việc chi trả đền bù hỗ trợ cho người dân trên cơ sở tạo điều kiện có lợi cho người dân, đảm bảo quy định cũng như phù hợp với thực tiễn. Giao cho các sở ngành chức năng của tỉnh tham mưu đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn cũng như hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Yên.